Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một số phong tục mà người Trung Hoa như thế nào. Thì văn hóa của người Trung Quốc là một khái niệm rộng lớn và nó là bao gồm tất cả các giá trị vật chất và tinh thần của người Trung Quốc sáng tạo và gìn giữ hơn 5.000 năm lịch sử của mình. Để hiểu hết văn hóa của Trung Quốc đòi hỏi phải có sự nghiên cứu lâu dài. Tuy nhiên, trong cùng một khu vực văn hóa Á Đông và người Việt Nam cũng sẽ dễ dàng hiểu được nó. Trong quá trình và giao lưu giữa các dân tộc ở vùng đất Nam Bộ, mặc dù đã có phong tục tập quán văn hóa của người Hoa và có sự giao thoa gắn bó với phong tục tập quán văn hóa của dân tộc anh em trong cộng đồng, nhưng một số nơi của người Hoa vẫn giữ lại một nét riêng của mình, và người Hoa rất chú trọng đến việc điều kiên kỵ khi cất nhà, mở cửa tiệm, cơ sở buôn bán và dựng vợ gả chồng cho con cái. Đặc biệt là việc cất nhà được bà con xem xét rất là chu đáo và kỹ lưỡng. Thì đối với những dân tộc Á Đông, căn nhà là nơi trú ngụ quan trọng nhất của đời người và liên quan đến vận mệnh của những thành viên trong gia đình. Cùng việc thành bại của công ăn việc làm, buôn bán, đau yếu bệnh hoạn, thì người Hoa càng cẩn trọng trong việc cất nhà và đến từng chi tiết nhỏ. Thì trong giao tiếp của tiếng Trung và được biết khác với người phương Tây và phương Đông nói chung và người Trung Quốc nói riêng và khắt khe với vấn đề giao tiếp, và trong khi chào hỏi không nên bắt tay chặt mà thả lỏng tay hoặc nhẹ nhàng chào hỏi người có chức quyền cao nhất trước, chứ không chào hỏi người phụ nữ trước. Khi giới thiệu người khác với ai đó thì không bao giờ được phép dùng ngón tay trỏ chỉ về người đó, rất không lịch sự. Và thưa các bạn, đó là một số nét về phong tục tập quán của người Trung Hoa trong cách ứng xử. Và để biết rõ hơn và mời các bạn đến với khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản, thì giới thiệu khóa học có thể nói để nói được tiếng Trung là cả một chặng đường khổ học, vì mỗi từ có thể được phát âm theo 4 cách và người mới học bao giờ cũng gặp vấn đề trong cách phân biệt giữa các ngữ điệu. Bạn có thể vượt qua những khó khăn đó nhanh chóng và dễ dàng hơn trong việc chinh phục tiếng Trung cùng với khóa học này, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản dành cho những người mới bắt đầu và làm quen với tiếng Trung và muốn học tiếng Trung từ những bước cơ bản đầu tiên. Đây sẽ là nền tảng cho bạn phát triển hơn khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung của mình ở mức độ cao hơn trong tương lai. Thì đến với lợi ích của khóa học, bạn có thể vận dụng được tiếng Trung trong cuộc sống hàng ngày như du lịch và du học, buôn bán hàng hóa, cơ hội làm việc, thăng tiến và mở rộng mối quan hệ phát triển hợp tác, kinh doanh, vui thích, thưởng thức âm nhạc, xem phim, văn hóa, ẩm thực. Thì đối tượng đào tạo tiếng Trung thì học viên có nhu cầu giao tiếp tiếng Trung và học viên có nhu cầu thi chứng chỉ quốc tế phù hợp với học viên từ mới bắt đầu học tiếng Trung đến trình độ trung cấp, người hoàn toàn chưa biết gì về tiếng Trung. Sau đây, mời các bạn theo dõi một đoạn video chia sẻ về phương pháp học tiếng Trung. Ni hao, chào các bạn, tôi tên là Phan Diệu Linh. Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn. Chắc hẳn các bạn đang quan tâm đến tiếng Trung, hoặc là bạn đang có hứng thú với việc học tiếng Trung, đúng không? Bạn muốn giao tiếp tiếng Trung một cách lưu loát trong sinh hoạt hàng ngày. Bạn muốn thi chứng chỉ tiếng Trung quốc tế. Bạn muốn sở hữu thêm một ngôn ngữ. Tất cả những điều bạn cần sẽ có trong khóa học tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn từ những điều cơ bản nhất về phát âm, về chữ Hán. Sau khi học xong khóa học này, kết quả của bạn đạt được sẽ ra sao? Bạn sẽ giao tiếp tiếng Trung một cách lưu loát để thăng tiến trong công việc, phát triển và khẳng định bản thân, có công việc tốt hơn. Bạn sẽ giao dịch, làm ăn buôn bán bằng tiếng Trung một cách thuận lợi. Bạn sẽ đi du lịch, thưởng thức ẩm thực, văn hóa, danh lam thắng cảnh một cách thoải mái mà không bị vướng bận bởi rào cản ngôn ngữ.
Không còn gì có thể ngăn cản bạn nữa. Hãy đăng ký ngay với khóa học tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày tại unica.vn. Hẹn gặp lại các bạn ở khóa học. Và các bạn đã theo dõi đoạn video giới thiệu về tiếng Trung giao tiếp cơ bản. Thì nếu như các bạn thấy khóa học này cần thiết và các bạn muốn bổ sung một số kiến thức đến các bạn, thì các bạn hãy đăng ký ở đường link ở phía dưới video này để được giảm giá là 40% trong khóa học. Thì các bạn nhận được giảm giá 40% khóa học là các bạn chọn vào đường link ở phía dưới video này. Thì khóa học này 600.000, và nếu như các bạn chọn vào đường link ở phía dưới thì các bạn được giảm giá là 40%, chỉ còn lại là 359.000 của khóa học này. Thì video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích đối với các bạn thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và hãy đăng ký kênh của mình để nhận được sự chia sẻ những bài tiếp theo của những khóa học mới nhất mà mình đang cập nhật. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.